hiếm có ở đời, chỉ có là về cõi Tây Phương Cực Lạc A Di Đà đấy, ở đó thì ai cùng tu cả, không người ta không ai lấy vợ sinh con, ở đó không có nữ nhân, không có người nữ, toàn người nam nhân không à, nên là không có sanh. Mà ở đó là sanh hóa sanh, sanh ở trên hoa sen ấy, hóa sanh ở trên đấy. Mà đã sanh hóa sanh như thế thì cần gì lấy vợ sinh con? Đó, nếu mà mọi người mà nói là thế thì hết ấy, thì Tây Phương A Di Đà đấy, thế thì đâu có, ở trên đó họ không có lấy vợ sinh con gì hết á. Nhưng mà ai niệm Phật niệm về đó thì sanh nhờ hoa sen, thì nhờ con người mình á, ở đây cũng không lấy vợ sinh con mà mình ước nguyện về sanh ở hóa sanh như thế thì đâu cần vợ chồng đâu, nó cũng sanh, nó cũng có. Thầy ơi, con nghe thấy có những nơi giảng là không có Phật A Di Đà, không có Tây Phương Cực Lạc ạ. Thì cái đấy là họ chưa nhìn thấy, họ không tin thì họ nói không có. Có người nhìn thấy biết thì họ nói có. Nhưng mà đối với những người không tin thì họ nói không có, chẳng hạn như người dân này. Vâng. Có nhiều người không tin Phật pháp thì họ nói đâu cần tu đâu, đâu cần Phật pháp. Nhưng mà giờ như mọi người thì lại tin Phật pháp. Nó cũng cái kiểu như thế, thì mình nói là ai tin thì tin, còn không tin thôi. Người này nói có thì nói có, người kia không có thì nói không có. Còn như giống như người nhà gia đình mình đấy, dạ vâng, bảo ăn chay niệm Phật kêu có Phật đâu tú, thì họ cũng nói đâu có A Di Đà đâu. Cũng, mình cũng suy nghĩ như thế, nên là mình cũng có nói là ông nói không có thì cứ không có, còn mình tin thì mình nói có. Cái điều tốt lành, nhưng mà mình cũng đừng có cãi nhau với họ là có hay không. Kêu nói là mình tin, chẳng hạn như là có người thì nói có Chúa, có người thì lại nói không có Chúa. Ai tin thì người đó niềm tin ở đó. Nhưng mà ở trên đời này không có cái gì là không có, tại vì Đức Phật nói là Phật ở trong quá khứ nhiều như cát sông Hằng. Nên là chuyện mà có một Phật tên A Di Đà thì bình thường. Vâng. Hay là họ tên khác, nhiều tên trong đó. Nên là mình kể cả Phật Dược Sư, nó nhiều Phật ở trong đó, chứ không phải là một Phật A Di Đà. Mà nhiều như cát sông Hằng, mình làm sao mà biết hết tên được? Không đúng được. Mà nhiều tên này tên kia, kể cả trong đất nước Việt Nam, như mình đã tên trùng nhau nhiều rồi, mà lại sao không có? Nhưng mà họ nói là A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, một vị Như Lai, như Phật Thích Ca Mâu Ni là cũng tên là A Di Đà. Dạ vâng. Ồ, Phật Thích Ca, ai mà nói không có Phật Thích Ca coi? Ở cùng quá khứ rồi, nhưng mà Phật Thích Ca cũng là A Di Đà, tại vì ngài là đầy đủ công đức, đầy đủ phước báo, đầy đủ như Như Lai chánh đẳng giác mà. Thì ai mà cứ nói họ giải thích là Như Lai là giới, là định, là tuệ như thế, thì một Như Lai là giới định tuệ. Chứ còn cái tên mà như Dược Sư hay Thích Ca Mâu Ni hay là A Di Đà chẳng qua là tên gọi, giống như Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B thế thôi. Con người vì đắm mê danh lợi, tu chưa tới đâu mà vội đem ra dạy người là người háo danh. Người tham danh mà thầy thường gọi là tưởng giải, như một người mù dắt đường cho tất cả những người mù khác để ra khỏi rừng sâu núi thẳm. Nhưng không ngờ mọi người đều sa hầm lọt hố và chết chìm nhau cả đám. Kinh sách Đại Thừa dạy, một người vừa tu vừa dạy người khác tu là Bồ Tát độ chúng sanh. Kinh sách này khuyến khích những vị tỳ kheo và những cư sĩ thọ Bồ Tát giới thực hiện Bồ Tát hạnh, nghĩa là tu sĩ vừa tu vừa hành Bồ Tát đạo, tức là mình vừa tu vừa dạy người khác tu. Còn cư sĩ vừa học tu là vừa bố thí, cúng dường và làm việc từ thiện, cũng có khi dạy người khác tu hành. Thật là đau lòng cho Phật pháp. Người ta lấy sự học mà dạy đạo, chứ không phải lấy sự tu chứng mà dạy. Vì thế, Phật giáo đi dần về phía tà đạo, không có người tu chứng nữa. Kinh sách này dạy như vậy có đúng đường lối của đạo Phật hay không? Không. Đức Phật dạy người phải tu cho mình được giải thoát, xong rồi mới dạy người khác tu. Trường hợp như ông Phú Lâu Na, khi tu xong, đến xin Đức Phật đi độ chúng sanh. Đức Phật trách nhiệm
thấy ông đủ khả năng độ chúng sanh, liền chấp nhận cho ngài đi. Đó là sự cân nhắc rất kỹ của Đức Phật khi người đệ tử ra đi làm lợi ích cho chúng sanh. Nếu không trắc nghiệm và cân nhắc như vậy, thì một vị thầy tu hành chưa xong mà vội ra hướng dẫn người tu hành, thì đó là giết người và giết nhiều thế hệ con người, vì mình chưa đủ đạo đức làm gương sáng và kinh nghiệm dạy đạo. Dạy người bằng miệng lưỡi nói được mà mình làm không được, tức là nói láo. Hầu hết các giảng sư hiện giờ đều dạy người tu nói láo như vậy. Tu hành chẳng ra gì, đời chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo. Chỉ toàn là những hạng người chạy theo danh lợi, buôn Phật, bán Pháp, làm chuyện tồi tệ, phi đạo đức. Chỉ cần dùng những danh từ tu Bồ Tát đạo, hành Bồ Tát hạnh là cao thượng, là bịt miệng tín đồ dễ dàng. Ngoài đời, người ta muốn làm một việc gì thì cũng phải học tới nơi, tới chốn mới làm nên việc đó. Ví dụ, như muốn làm một bác sĩ thì phải học 7-8 năm. Sau khi tốt nghiệp ra trường y khoa mới chính thức là một vị thầy thuốc, chừng đó mới trị bệnh thiên hạ. Nếu vừa học vừa làm bác sĩ trị bệnh thì chắc chắn không trị bệnh nhân mà là giết bệnh nhân. Chẳng tu mà dạy người tu thì cũng giống như một người mù dắt bầy người mù đi.